Theo ước tính sơ bộ của chuyên gia ngân sách quốc phòng và nghiên cứu của The Washington Post, tính đến nay, chiến dịch tìm kiếm tàu lặn mất tích Titan đã tiêu tốn khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bên nào sẽ trả khoản tiền này. Khi được tin tàu lặn Titan của công ty OceanGate mất tích hôm 8 tháng 6, tuần duyên Mỹ bắt đầu chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Nhiều lực lượng khác của Mỹ cùng Canada sau đó triển khai phương tiện nhân lực tìm kiếm tại vùng biển cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km, cho tới khi các mảnh vỡ của tàu Titan được phát hiện dưới đáy biển hôm 22 tháng 6. Chính phủ Mỹ đã chi tối thiểu 1,2 triệu đô la Mỹ. Con số này dựa trên chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện và nhân lực được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm. Con số cuối cùng có thể cao hơn bởi dù chiến dịch tìm kiếm khép lại vào giữa ngày 23 tháng 6, một số chuyên gia và tàu lặn không người lái vẫn tiếp tục bám trụ tại hiện trường để khảo sát các mảnh vỡ. Câu hỏi về tổng chi phí và bên nào phải chi trả thì hiện chưa thể trả lời do còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài nước Mỹ, hàng loạt nguồn lực quốc tế đã được triển khai, trong đó có tàu hải quân, tàu tuần duyên, phi cơ, tàu Horizon Arctic của Canada, tàu nghiên cứu của Pháp, một công ty quốc tế chuyên về khám phá cũng tham gia vào chiến dịch này.